Tôi xin gửi để chào cho mọi người nhé. Hôm nay cửa hàng Tuấn Hải giới thiệu các bác về một cái lô máy cưa xích Nhật bãi này. Hôm nay có hai kèm đem kèm thêm hai cây thổi lá nhé, và một số cây cưa đặc biệt dòng của Echo, công suất khá lớn luôn đấy, Echo khá là nhiều đấy. Một chiếc máy Thụy Điển này, dòng của Huvana này, Hu 339, máy lớn máy đẹp các bác nhé. Và một chiếc máy Makita 362 Yama này đấy, Ruby, Echo tay cụt tay dài đầy đủ các bác luôn. Cái số điện thoại cửa hàng bên em là 0392 973 923. Khi bác mua hàng bên em sẽ tặng các bác tiếp mở buji và rũ cưa và bao phí ship vận chuyển luôn, bảo hành các bác 6 tháng nhé. Hôm nay em khá là bận vội nên là em không kịp làm test nổ. Thì các bác nào ưng máy nào đó ấy, thì liên hệ em sẽ gửi video test nổ riêng cho các bác nhé. Đó, về chiếc máy đầu tiên này là một chiếc máy dòng của Echo Qrit. Chiếc máy này dòng tay cụt tay dài, các bác đi đi cắt củi cắt cành thoải mái nhá. Máy này 2600. Máy này 26cc lòng 34 ly, siêu VIP luôn. Máy nó làm Latin luôn này, làm Latin và là làm điêu khắc. Đấy, xích 325. Bô máy sáng đẹp luôn này. Đó. Rất nhẹ nhàng thôi. Chiếc máy này rơi tầm khoảng là hơn tầm 3 cân. Trước 3 cân. Đấy. Cắt bao ngon cho các bác luôn. 3 cân. Máy này thì bên em bán giá là 2 triệu đồng. Mã là CH1. Bác nào ưng máy này thì liên hệ em nhé. Dòng là cắt cành cắt củi neo trèo lên cao, hoặc là để sử dụng các bác nào mà hay điêu khắc nhé. Làm mộc thì cắt điêu khắc thì cực thích luôn. Đấy. Xích thì khá là mới luôn này. Đấy. Xích làm xích zin. Dòng này thì zin hết cho các bác luôn. Bơm xăng phụ lên này. Đó. Ok, thì chiếc máy thứ hai này. Đây em làm vội nên các bác thông cảm giúp em. Chiếc máy thứ hai này, CH2 này, là dòng Echo. Đấy, dòng Echo tay cú tiếp. Thì dòng Echo này là Echo GC301 30cc. Về chiều dài chiếc máy này làm dài là 30 và sử dụng xích chung 91 các bác nhé. Đấy, máy này thì rất là đẹp luôn, như mới luôn. Đấy, phần bô máy này một màu đen tuyền luôn này. Thì đây là màu sơn của bô nhé các bác nhé, chứ không phải là sử dụng lâu hoặc là như nào nó bị thay màu đâu. Đổi màu đó, đây là màu của nó luôn. Đấy, màu bô luôn. Xích này, các bác nhìn qua xích nhá, xích như mới luôn. Đấy. Rất là dày dặn và chắc chắn luôn này. Lam này, lam của nó luôn, lam của dòng Echo luôn các bác nhá. Dòng Echo tay cụt thì lúc nào lam của nó cũng màu đen này. Đấy. Máy này thì bên em bán giá là 2 triệu 200 nghìn đồng. Các bác nhìn qua nhá, không một chút dầu bóng nào luôn nhá, như mới luôn này. Đấy, thắng xích trước đầy đủ cho các bác luôn. Đấy. Thắng xích đầy đủ luôn này. 2 triệu 200 nghìn rồi. Có bơm xăng phụ lên trên này. Đấy, bơm xăng phụ lên này. Siêu chạy nổi cho các bác luôn. Chiếc máy này thì trọng lượng thì tầm khoảng hơn 4 cân. Đấy, tầm 4 cân. Đấy, cầm rất là đầm tay. Tiếp theo này. Chiếc CH3 cũng là dòng Echo, dòng tay cụt này. Dòng cọp luôn. Đấy. Các bác có thể chụp ảnh số seri lại nhá. Echo này là Echo 302. Trên đời này một chút, con này là Echo 301, con máy này là Echo 302. CH3. Đấy, làm cũng là làm zin của cái dòng này luôn và làm dài 30. Hai chiếc máy này thì công suất như nhau, là công suất của con này là 30cc đó. Đấy, đây là em rửa qua nhé, rửa nước qua nhé. 30cc chiếc máy này. Bô máy bên trong có nhìn qua nhá, đen tuyền luôn này. Đấy, một màu của nó luôn. Có tăng xích trên lam các bác nhá, tăng xích trên lam và có sử dụng xích chung 91 này, đang có tăng xích trên lam, lam Echo luôn này. Đó. Tăng xích đầy đủ cho các bác luôn. Đó. Rất đẹp. CH3 2 triệu 200 nghìn. Tiếp theo này là dòng của Ruby. Dòng Ruby tay dài. Dòng này thì mã CH4 này, thì bên em bán giá là 2 triệu 600 nghìn đồng. Chiếc máy này thì có công suất của máy. Máy này 34cc các bác nhé. Máy này là 3340. Đấy, đây các bác nhìn qua cái tem của máy này. Ruby ES 3340 34cc. Chiều dài lam của máy năm được cắt của máy này là 35 và sử dụng xích chung 91 này. Đấy, xích này nắng mưa một chút nó hơi bị dỉ một chút nhá. Đây là màu của kiểu nắng mưa này. Hay là bị dầu. Đây, ở đây các bác nhìn qua này. Đấy, như mới luôn này. Cái dòng này là khi mà các bác chạy nhớt lam ấy, nó chảy ra nhớt lam nó bị dính vào cái xích này. Nên làm cho bạc cái màu xích thôi. Chứ còn chất liệu về xích rất là tốt luôn. Đó, làm bánh xe. Bô máy, các bác nhìn qua bô máy nhá, sáng đẹp long lanh luôn này.
Đấy, dòng này thì có trợ lực cho các bác luôn. Ruby CH4 2.600.000 đồng. Đây các bác nhìn qua cái ký hiệu của máy nhá. Đây đổ xăng này, trên đổ nhớt lam này. Đấy. Nòng đứng, dòng nòng đứng này rất là dễ sử dụng, chạy cực bền luôn. Các bác nào mà đi làm xa nhà hoặc là muốn gửi về một chỗ nhà bố mẹ hoặc là anh chị em một cái máy cưa ấy, không biết sử dụng cái dòng máy nào thì cứ liên hệ em nhé, em sẽ tư vấn cho. Đấy, cái dòng này thì chạy anh em cho mọi người gia đình nhà có tuổi, các bác có tuổi rồi ấy, chạy ra rất là hợp lý. Đấy, dễ nổ mà chạy bao ngon cho các bác luôn. Làm được rất dài, làm của cô Matsu luôn này. Đấy, dòng Ruby này, chiếc máy này đặc biệt, cái dòng này, chiếc máy này nó là của Komatsu luôn các bác nhé, Komatsu vâng. Đấy, siêu VIP luôn. Máy này CH4 bên em bán giá là 2.600.000 đồng, tích hợp bao phí ship nhé. Công tắc on off này đó. Ok, đến chiếc dòng tiếp này, CS5 dòng của Yamaha 362, cũng là nó là của Echo Yamaha các bác nhé, Echo 362. Cái này 36cc lòng 40mm. Chiều dài làm được đo thử nhé, 20, 40. Làm bánh xe rất đẹp luôn này. Chiều sử dụng xích của máy này là xích chung 91 này. Đấy, các mắt xích em đã kiểm tra hết nhé, rất là mới luôn. Đấy. Máy này thì bên trên này nó hơi bị sần sật một chút thôi, không phải bị bể vỡ đâu các bác nhé. Nó kiểu là bị chóc sơn một chút trên này thôi. Đấy. Ngoài ra đâu vẫn còn ngon nguyên hết. Bên em về để kiểm tra từng ly tí một này các bác yên tâm. Đấy, 36cc lòng 40mm, chiếc máy này nòng lòng. Đi qua phần bô máy, phần nòng của máy nhé. Các bác nhìn qua nhé, rất là sáng luôn, như mới luôn này. Đấy, đây. Sơn siếc dưỡng còn rất là đẹp. Đây các bác chỉnh nhớt lam ở đây. Đấy. Dòng này hôm nay không kịp test video, thì các bác nào ưng máy nào bảo em sẽ test video cho các bác nhé. CS5 giá 2.300.000 đồng. Đó. Nòng lòng, có trợ lực dòng Echo Yamaha. Ok. Tiếp theo này, dòng của CH6 này, một chiếc máy của Hu, dòng của Thụy Điển các bác nhé. Hôm trước có một bác gọi điện cho em, nhiều bác gọi điện rất, gọi điện cho em hỏi xem là cái dòng Hu 365 hay là Hu 339 này. Thế thì liên hệ thì em này có số điện thoại thì em không còn, không còn nhớ được. Thì bác nào mà xem trên kênh em thì thấy ưng con này thì mua hộ em nhé. Đấy, dòng Hu Thụy Điển đặc biệt luôn, Thụy Điển rất là ngon cho các bác này, 339 này. Đấy, 33cc. Dòng Hu thì chạy một cái đẳng cấp riêng biệt rồi, siêu VIP, siêu đẳng cấp rồi, chạy cực bền. Mà dòng này thì chạy các bạn, cho các bác luôn là bao ngon cho các bác nhé. Chiều dài làm chiếc máy này làm dài 30. Đấy, và sử dụng xích của máy là xích chung 91 nhé. Bên em đã lên một xích mới hoàn toàn cho các bác về cắt luôn. Đấy, đã lên xích mới hoàn toàn luôn, làm của Hu này. Đấy, về phần bô máy nhé. Đấy, các bác nhìn qua này. Đấy, phần nòng cũng nhớ bên trong rất là đẹp luôn. Máy dòng Hu này thì bên em mã CS6 này, bên em bán giá là 2.500.000. Có công tắc on off phần hông này. Đấy. Máy siêu lung linh luôn. Đấy các bác, bên chỗ này nha các bác, nhớ ký hiệu hộ em nhé. Trên này là nhớt lam, dưới là đổ xăng này. Có bơm xăng phụ ở phần dưới khu vực này nhé. Bơm xăng phụ lên này. Đấy, CS6 2.500.000. Đó, buji nằm ở đây nha các bác nhé. Buji này. Đấy, rồi, tháo ra. Ok. Đến CS7 này. Bây giờ là những dòng máy lớn, những dòng máy lớn này, con này máy này là Echo 501. Echo 501 CS7 2.700.000. Nhiều bác thì máy nhỏ đi qua thôi. Nhưng mà bây giờ thích những dòng máy lớn này. Nhiều bác đam mê, rất là đam mê dòng máy lớn này, bởi vì đi kia chế độ của mình là đi cắt nhiều hoặc là đi cần những cưa những cây lớn thì mua những dòng máy cưa này. Dòng này thì làm Latin cho các bác luôn. Đấy, các bác nhìn qua làm Latin, làm trượt nhá, rất đẹp luôn này. Sử dụng xích của máy này xích đại các bác nhá. Xích đại 50cc của máy này, ngang một chiếc máy, một con xe máy luôn. Đấy, trọng lượng chiếc máy này thì nhẹ nhàng thôi, rơi vào khoảng tầm 7 cân, hơn 7 cân. Đó, công tắc on off này. Và phần đây là phần nòng của máy này. Đây phần buji đây nòng nằm nhé. Các bác nhìn qua phần bộ hơi của máy nhé, rất là mới luôn. Echo Kirit. Đó, cái quả lam này thì không chê vào đâu được, rất là đẹp. Đấy, siêu đẹp luôn. 50cc CS7 cắt xẻ thoải mái, 2.700.000 đồng. Tiếp theo này, CS8 này. CS8 là một cái con Echo 441, 44cc chiếc máy này cho các bác luôn. Làm này làm nối các bác nhá, làm nối thêm này. Đấy, nó thiết kế như vậy để tản nhiệt nhá. Đấy, sử dụng xích chung 91 này.
Đó, 44cc cắt xẻ siêu ngon luôn này. 44cc CS 8 nhưng mà giá là 2.500.000. Hai ốc giữ làm này. Đó. Ok. Một chiếc máy tiếp theo, một chiếc máy dòng là CS 9 Echo 3600. Đời 4 số thế hệ mới cho các bác luôn. Làm xích rất là đẹp luôn này. Một chiếc máy này nòng đứng nhá. 36cc nòng 40 ly. Đó. 36cc lòng 40 ly, bao hơi cái này là bao ngon cho anh em nhé. Còn này đã nổ hết rồi, tất cả đầy đủ là nổ hết rồi các bác luôn. Bác nào ưng máy nào liên hệ em gửi clip test cho các bác luôn. Đấy, bộ máy này Qrit làm rất đẹp luôn, 36cc đó. Tiếp theo em này khá là vội, các bác thông cảm giúp em nhé, để em quay kịp cái clip này để em đi lấy hàng. Tiếp theo là một chiếc máy CH11 đấy, đồng cái chỗ Qrit máy này là Echo 42cc các bác nhé, nòng đứng này. Lam này của máy làm Latin luôn. Đó. Lam Latin 42cc. Đây có đổ nhớt lam này, dưới đổ xăng này. 42cc cho các bác luôn, hàm dòng đầy đủ nhé. Đấy. Dòng nào bên em về cũng phải kiểm tra từng link tí một này, đảm bảo cho bác là thực sự dễ nổ và khi bác mua về phải là đúng xứng đáng đồng tiền mình bỏ ra, thì em bên em mua bán hàng thì đúng sự có tâm như vậy. Đây, 42,1cc này. Đấy, cân nặng là 4 cân rưỡi này. Rất là ngon luôn. Còn đây là dòng 2, cái dòng của thổi lá nhá. Hai thổi lá sau 26cc, dòng 34 ly. Thổi lá siêu ngon này các bác luôn. Rất là mới luôn này. Đấy, bên trong bình xăng trắng phau nhá. Ống thổi lá rất là dài luôn, các bác thổi rất là tiện. Máy này thì bên em mà giá là 2 triệu đồng. Đó. Ông cần siêu dài luôn. Shikomi. Bây giờ một chiếc máy thổi lá cuối cùng này. Chiếc của dòng Tanaka nhé. Máy cũng là 26cc này. Thì các bác là thổi vườn tược thoải mái luôn. Đấy, chế chiếc rất là mới luôn này. Đấy, cực ngon. Máy này cũng là bán giá cho bác là 2 triệu đồng nhé. Tất cả các sản phẩm bên em đều có bao phí ship hết. Đó. Ok, đây là vài cây máy em vừa giới thiệu qua. Để bác nào nhu cầu mua một chiếc máy nào đó liên hệ em qua số điện thoại là 0392 973 923. Mọi người xem video vui lòng ủng hộ em một nút like, nút đăng ký kênh của chuông thông báo nhé. Bác nào cần một cái clip test nổ thì cứ liên hệ nhé, em sẽ làm clip test nổ hoặc gọi điện qua Zalo luôn cho mọi người xem. Vâng, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video.